Hello mấy ông nhá. Này nổi hứng này đi bắn này y. Vào thấy cái map này vào thử cầm Zosanna vào test đi. Map trước cầm Skyline yếu. Bây giờ đang cầm Holy tím đây. Để xem một củ mốt này nó có đáng đồng tiền không. Đây, đứng solo luôn. Để xem chống chịu được bao lâu. Ôi giời ơi. Có vẻ ông trâu đấy. Thực tế thì hiện tại tôi đang không mất giáp và không mất máu. À máu thì có mất nhưng mà giáp thì không. Đấy, thì cho nên là vào thử khô máu với các con bot xem thế nào. Nào, các ông cứ để tôi. Con này tôi lo được. Kể cả không cần Zosanna cơ mà. Nhân vật thường mà full giáp, full đồ AI nó cũng thuộc dạng châu chó thì cần gì Zosanna đâu mà. Đấy. Ê, bán AI chưa bao giờ nó nhàn như vậy. Cứ đứng một chỗ mà dạ. Đúng là đồng tiền có thể giải quyết mọi thứ. Xong. Nhanh gọn đấy. Rồi, vẫn 100/100. Không mất được. Rồi, bot nào tiếp theo đây? Rồi. Con hàng này thì cứ từ từ. Để xoay mặt vào trong để cho nó đỡ đánh anh em mình ấy. Cái sóng xung kích của nó đỡ làm mất máu anh em mình ấy. Xoay mặt vào trong. Đấy. Cứ vậy mà dạ thôi. Con này nó hơi lâu tí vì nó có giáp. Nghe bắn cụp 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 như này là biết. À, cũng 50 máu rồi đấy. À, bố khỉ kia kìa. Ấy, sao lại thế? Để tôi cho. Anh em làm thế chết thôi. Ê. Ôi dồi ôi, Zosanna này nó bá hơi quá đấy. Này sao mà chết được. Này, cao có đến Tết. Đấy, giáp nó cứ lên 100 vậy mà. Còn selfie nữa cơ. Con này nhiều chức năng vui phết nhờ. Nào.
Thằng này cứ bình tĩnh. Yếu đừng có ra gió. Bình tĩnh thôi. Làm bút AI bây giờ thấy cũng khổ nha. Rồi 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 rồi. Bùm. Ừ. Anh bạn làm gì? Ấy. Ấy. Đây. Những lúc nguy hiểm nhất là đây. Từ nào cho bắt cái máy bay lên Nội Bài cái nào. Chết không? 50 tiết chết không? Không chết. Không chết thì có nghĩa là sống rồi. Nhưng mà phe tem chết hết rồi kìa. Vẫn đứng như một anh hùng. Ê. Mẹ nó hồi lại bao nhiêu máu đây? 50 máu à? Này chết sao được. Rồi anh ấy đã gục. Rồi, ok.